Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hiện tại em đang đi trên đoạn đường Tô Ngọc Vân của phường Tam Phú của thành phố Thủ Đức, hướng ra đường chợ Tâm Hà, một cái chợ lớn ở Thủ Đức, và cũng như là đi thẳng nữa thì sẽ ra được Phạm Văn Đồng của thành phố Thủ Đức và đi về Phạm Văn Đồng của Bình Thạnh. Hiện tại em đang đi vào buổi sáng thì thời tiết cũng đang khá là mát, chưa có nắng đó lắm. Mật độ xe ở đây thì khá là đông. Thì đây cũng là con đường lưu thông nhiều xe, nhưng mà cũng là con đường chính của ở thành phố Thủ Đức, nhưng mà nó hơi nhỏ cho nên khá là kẹt xe vào những giờ cao điểm, như là buổi sáng tầm khoảng 8-9 giờ và buổi chiều tối như là 5 giờ cho đến 6-7 giờ. Hiện tại trên con đường này quý vị sẽ đi ngang qua, đó là trên con đường Tô Ngọc Vân này nó sẽ có là đường Cây Keo và đường Tâm Bình, cũng như là đường Phố Châu, là những con đường nhỏ bên cạnh đường Tô Ngọc Vân. Còn quý vị mà đi thẳng nữa thì sẽ gặp là chợ Tâm Hà. Tí nữa tới chợ Tâm Hà em sẽ quay cho quý vị thấy, và có dịp em sẽ đi vào chợ quay từng sạp chợ cho quý vị được thấy. Quý vị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, thì em đang chạy khoảng một chút nữa là mình sẽ gặp được cái chợ Tâm Hà. Thì trong chợ này thường sẽ bán là đồ gia vị, khô cá và cũng như là đồ hóa mỹ phẩm và đồ bao bì để bọc thực phẩm, cũng như là găng tay để mình chế biến món ăn, nấu ăn, đeo vào để nấu ăn. Ngoài ra thì cũng có bán bún bánh phở, bún để mình ăn làm bún bò, hoặc là bánh canh, hoặc là sợi hủ tiếu. Thì hiện tại thì mấy năm trước chợ này rất là đông vui và rất là tấp nập, hầu như là quý vị đi là quý vị phải gửi xe thì mới bước vô được, chứ đông lắm không thể nào chạy xe máy vô được. Nhưng mà hiện tại năm nay, dạ mình em đang ở tay phải là chợ Tâm Hà đó quý vị, thì năm nay quý vị cũng có thể chạy xe được. Quý vị cũng thấy hiện tại rất là vắng do tình hình kinh tế đang khó khăn. Và bây giờ em ghé phải thì tiếp tục đi trên đường Tô Ngọc Vân. Con đường Tô Ngọc Vân này rất là dài quý vị. Nếu mà đêm bây giờ em đi thì em sẽ gặp có thêm một con đường, hai con đường nhỏ, đó là đường 35 và đường Linh Đông. Dạ, đây nè quý vị, ngay ngã ba này là đường 35. Còn đi thẳng nữa thì sẽ gặp thêm cái ngã ba giao với lại đường Linh Đông. Còn quý vị đi thẳng nữa thì sẽ gặp ngã tư Tô Ngọc Vân và Phạm Văn Đồng. Mình rẽ phải thì mình sẽ đi trên đường Phạm Văn Đồng, còn mình đi thẳng tiếp băng qua ngã tư thì mình sẽ gặp được chợ Thủ Đức, cũng là một cái chợ Thủ Đức, là một cái chợ lớn nhất của thành phố Thủ Đức. Kế tiếp đó là sẽ có là chợ Tâm Hà và chợ Tâm Bình. Dạ, đây là ngã ba giao giữa Tô Ngọc Vân và đường Linh Đông đó quý vị. Rẽ phải thì mình sẽ đi được đường Linh Đông. Thì đi hết đường Linh Đông thì quý vị cũng sẽ bọc ra được đường Phạm Văn Đồng thôi. Còn quý vị đi thẳng thì sẽ đi ra được Phạm Văn Đồng. Còn nếu không thì mình băng qua ngã tư thì mình tiếp tục đi đường Tô Ngọc Vân và sẽ gặp chợ Thủ Đức. Thì từ chợ Thủ Đức quý vị đi tiếp tục nữa thì quý vị sẽ đi trên đường Võ Văn Ngân và sẽ đi ra được đường Lê Văn Việt, một con đường lớn của quận 9. Dạ, thì đã sắp tới ngã tư Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân đó quý vị. Trên ngã tư này lúc nào cũng có chốt giao thông kiểm tra vượt đèn đỏ cũng như tín hiệu giao thông đó quý vị.